Ơi đưa con cá nè các bạn. Ồ, ok, này bự không? Giả to lên coi. rồi chứ không có bự dữ. Ok. Có cái cây, có cái cây dây gì của ai cả anh? Tôi có cái cây chọi. Mới bỏ xuống lại dính nữa các bạn ơi. Sao hôm nay hên vậy? Mới vừa bỏ xuống mình mới vừa tính quay đi lên nè, vậy dính nữa. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thứ bảy mình lại bị bắt đi câu cá nữa rồi các bạn ơi. Bây giờ mình đang tới chỗ câu cá rồi. Đó. Đã chuẩn bị nhưng mà mới tới chỗ thôi, ông xã mình chưa câu. Và trên đường đi thì mình thấy cái người này họ câu dính cá nè các bạn, họ đang kéo lên bờ nè. Mình coi gần gần lại xíu. Con cá này chắc cũng to đó, cho nên họ kéo lên rất là cực khổ ra được rồi đó. À, được con cá rồi. À, nhưng mà tại vì cá khi nó ở dưới nước nó rất là mạnh các bạn. Ồ, cá cũng bự quá đó. Cá cũng bự các bạn. Đó. Hôm nay ông xã mình đi câu mà không biết có cá không đây. Ok đi thôi. Cá cũng bự anh à. Chắc độ khoảng cũng gần 8-9 kg vậy các bạn, cũng thấy cũng to lắm. Hôm nay là ngày thứ hai ông xã mình đi câu. Ngày đầu tiên thì mình tới đây mình coi vòng vòng thì ông xã mình câu không có con cá nào hết. Hôm nay mình mong là sẽ có cá về ăn nha các bạn. Tại bữa nay ảnh cũng nước cũng không có cao lắm, cho nên là tính là câu ở trên bờ thôi các bạn, không có lội xuống nước, cho nên cũng không có mặc bộ đồ cho nó thấm nước ha. Và mỗi lần đi câu vậy á, nếu mình đi thì phải rinh theo hai đứa nhỏ này nè các bạn. Hôm nay là mấy mẹ con bị đi câu, tại vì đứa lớn thì nó đi làm rồi, nó không có giữ em được, thành ra mình phải mang theo từ nhỏ. Mình thì rất là ghét đi câu cá như thế này ha, tốn thời gian quá. Nhưng mà bị đi câu các bạn ơi, thôi kệ đi. Chào mẹ với. Hôm nay mọi người câu cũng không có đông lắm, chắc mình nghĩ là tại vì nước nó hơi thấp á các bạn. Hôm nay là trời nó hơi nắng á, cho nên là không mưa thì nước nó ít. Mà nước nó ít như vậy á thì cá nó lên ít hơn, mình nghĩ chắc ít cá cho nên mọi người cũng đi câu rất là ít ha. Trời ơi, nó kêu chào mà còn chạy tuốt nữa, quá tai chưa. Hôm nay rất là vắng luôn các bạn, ở đây không có thấy ai câu á. Chắc nghĩ không có cá, không ai câu anh. Chắc nghĩ không có cá cho nên không ai câu hả? Nè, có một mình ông xã mình là nguyên một chỗ này luôn. Nguyên một khúc này luôn, chỉ có khúc trên á thì có nhiều người câu trên đó kìa. Ở đây không có ai, hôm bữa ở đây cũng đặt cứng à. Em nghĩ chắc hơi nước hơi cạn ra, không có ai câu đúng không, không có cá. Tại vì hôm nay trời nắng đó các bạn, ra nước nó không có nhiều lắm, mà nước rất là trong luôn, ở trong khe luôn, thấy đáy luôn kìa. Gà cây nhiều quá. Nè, hai đứa nhỏ con mình nó bị đi câu cá cho nên nó ngồi rồi các bạn. Aiden xin đi. Hello. Hai đứa đeo hai cái iPad xong ra đây ngồi bấm các bạn ơi. Thôi kệ đi, ra đây hít không khí trong lành hả. Mấy lần trước các bạn, mấy hồi nửa năm trước mình có đi á, lúc mà cá nhiều á mình nhìn xuống mình có thể thấy cá bơi dưới dưới nước luôn các bạn. Hôm nay thì mình không thấy cá nè, không thấy con nào anh nè. Mà lúc mà cá nhiều các bạn biết không, thấy nó bơi mà đàng đàng luôn á, đi nhìn thấy ham lắm. Cái đó mà mình có cái vợt á, mình vớt là dính luôn á. Nhưng mà ở đây á, thì lực thì mình không được phép bắt như vậy các bạn. Mình phải câu, nhưng mà phải câu là phải dính ngay cái miệng của nó.
thì mới được quyền bắt ha, chứ mình giống như dính ngay bụng hay là ngay mang ngay đuôi thì cũng không được quyền bắt á. Cũng có những người ở đây họ đi câu chơi thì các bạn, họ câu dính cá xong rồi họ lại thả xuống. Nãy giờ Tốn mới thay cái lưỡi câu mà không có con cá nào các bạn ơi. À, mình xuống đây gần gần quay cho nó. Nước thì trong lè, xanh xanh lè, đã lắm. Bữa nay kiếm con cá về nướng ăn sao ơi. Chắc vô tiệm mua chắc ăn hơn quá. Thấy người ta câu có cá rồi ha. Ngày nãy người ta dính á. Người ta câu giỏi, anh câu dở quá gì. Cứ vậy các bạn, luyện xong rồi quấn quấn rồi luyện, mỗi tay chết thì được, mà chán nữa. Mà cứ bắt mình đi theo, chán vô số kể luôn. Ôi lần sau mình đi câu mình qua bên kia đi anh, có cái bãi cát cho tụi nhỏ nó chơi cát luôn. Nghe tiếng suối nước chảy róc rách tới mát dễ sợ các bạn, nghe im tai lắm. Mà lúc này thì nước hơi ít, để chờ nước nhiều xíu nó chảy rất là mạnh mà nhìn nó đẹp nữa các bạn. Nè nước trong khe, nếu có cá là mình nhìn thấy luôn á, mà không không có con cá nào hết hồi tuần trước mình đi là nguyên cái này là người ta đứng đầy luôn á, hôm nay không có ai hết. Câu cá này chán hơn câu cá Việt Nam các bạn, câu cá Việt Nam mình nhớ đi câu cá rô đó. Trời ơi, bỏ xuống giật lên, bỏ xuống giật lên một chút cho một xô luôn, mê lắm, hồi xưa mình cũng thích đi câu cá lắm. Có đi câu ếch nữa chứ, câu nhái nữa. Câu mà giật lên liền liền mới ham, câu vậy bị chán. Ở bên kia có mấy con ở mấy con chim đó, con chim kêu con chim nhỉ anh, mấy con chim đó đó tiếng Việt à, con này kêu là con gì, con gà nước phải không? Ở đây nó có nhiều cái con chim biển đó, các bạn, cũng giống như con màu trắng, cũng giống một câu biển vậy đó các bạn. Có màu trắng nhìn giống bồ câu lắm. Ở đây chắc không ai bắt ha. Ở Việt Nam tao bắt tan hết rồi. Ở đây nhiều lắm luôn kìa. Quá chừng luôn. Nó mạnh quá hả? Ở đó. Nó lòi lên luôn các bạn. Thấy không? Nhỏ hả? Cái nào nó đứt cái lưỡi không? Cá mà nó ở dưới nước nó mạnh lắm các bạn ơi, ra nó lâu dữ lắm luôn á. Kéo từ từ vô hả? Đó, nó nhảy lên luôn. Nó dính vô chứ rất là khó mang nó vô các bạn, tại vì nó hôm nay là anh không có mặc cái đồ mà để lội nước, phải lội thì mình lội ra ngoài thì nó cái mình dễ lấy hơn. Còn bây giờ thì phải chờ mình lôi nó vô đây các bạn, mà rất là khó ha, nhiều khi nó bị đứt lưỡi nữa. Đó kìa, thấy không? Nó mạnh ghê luôn á. Sao cá này đang xì xì ha? Con cá
loại này thì cá này nó không bự lắm các bạn, có loại cá hồng á, kêu cá spring á, cá đó bự dữ lắm. Mỗi lần ông xã mình câu thôi lôi đã đời á, trong khi mất cả tiếng đồng hồ mới lôi nó được vô trong á các bạn ơi. Đó, vô gần tới rồi mà. Ồ, cũng bự quá nè. Cái này chắc khoảng 4-5 kg hả? À, nhưng mà cá loại này nó đâu bự dữ phải không? Ồ, ơi được con cá rồi các bạn. Ồ, Cái ok, này bự không? Giả lên to coi. to chứ không có bự dữ. Ok. Rồi lấy cây đập thôi, lấy cái cây này đập cũng được. Có cái cây dây gì của ai cơ anh? Cái lực thì mình bắt cá lên mình phải đập cho nó chết liền các bạn, mình không để cho nó sống mà đau đớn đó. À, chết à, là mình phải đập cho nó chết liền, mình không có để cho Nó nó có cái mang là cho nó chảy máu ra không? à, okay. Là cái lực nó vậy. Có lực nó phải làm cho nó chết liền đó các bạn, không cho nó cá nó đau đớn ha. Cá này nhỏ được rồi, cá nhỏ nhỏ này thì mình được Ôi này, bốn con à. Bốn con. Cái con cá này cái bụng bự quá, mình nghĩ nó có trứng đó các bạn ơi. Ồ, và đặc biệt á là cá đây khi nào nó dính cái miệng á thì mình mới được lấy nha các bạn. Ừ. Chứ dính trên mấy cái chỗ lưng rồi nhiều khi bị móc nó ngày mang hay gì đó không không được quyền lấy ha. Nó chết queo rồi. Cá này chắc cũng khoảng 4 kg hả anh? Nhỏ Cá thôi. này nó lớn nó tới 20-30 kg luôn ha. Loại cá này đây ha, cá này riêng hả? Xa 70-80 pound mà ở ngoài biển nó còn lên tới 100 pound. Và. Không, để vậy đó. Ok. Mình để cho nó không có tại vì nước ở đây nó lạnh lắm. cho nó không bị ương đó các bạn. Đây là con cá đầu tiên của năm nay ha. Tưởng hôm nay không có cá nhưng mà cuối cùng cũng được thu hoạch một Mình con. có lực á, mình câu á, mình phải ghi con cá này vô. Nhưng mà bữa nay mình Bỏ quên đem cái bằng ở nhà rồi. Nhưng mà tối quá thì nó không có kiểm tra. Được con cá rồi thôi mình về nha, về nấu Mình ăn. ăn cơm chút xíu nữa đi. Oh my god. Con này chắc nó được cho mình 4 con tại là loại nhỏ. Nếu mà bắt con mà bự á, nó cho 1 con thôi à. Nếu mà con bự thì được 1 con các bạn, còn con nhỏ như thế này thì mình được 4 con cho một cái license, là một cái bằng câu cá đó các bạn. Nay không có mặc đồ nước. Chắc tại không mặc đồ cho nên nó hên, nó được con cá vốn mặc đồ đàng hoàng, có trang bị dữ dội của nó, không có con cá nào. Cá nhỏ thôi. Kệ cũng đủ Được ăn rồi, rồi. dư ăn rồi. Trời cũng bây giờ là mới có 4 giờ gì hả? Mà trời bắt đầu sập tối rồi nè, đã chuyển mưa. Bây giờ cũng có mấy người xuống câu rồi nè các bạn. Chắc là người ta giống như bây giờ chiều, ta nghĩ là rảnh á, với lại ít ai câu ta xuống ta câu ha. Mới bỏ xuống lại dính nữa các bạn ơi. Sao hôm nay hên vậy? Mới vừa bỏ xuống mình mới vừa tính quay đi lên nè, vậy dính nữa. Chắc nguyên nguyên bà đàn đó quá. Đó, chắc giống con cá nãy nữa quá ha. Hả? Mệt quá. Hôm nay sao mà hên quá, được 1 con mới vừa đem vô, thả một cái là dính 1 con nữa rồi các bạn ơi, mà không biết kéo lên được không đây. Vậy đi về ngay, xong con này về. Nhưng khi cá nó đi theo từng đàn đó các bạn, xong rồi mình biết chỗ đó, xong rồi mình thả chỗ đó có nó dính nữa. Mạnh ghê ha. Chắc cũng cỡ con này anh hả? Mệt mình mệt. Mà kéo đi cho nó mỏi tay cho nó mệt chơi vậy đó. À, tại vì dòng khi ảnh ghiền á các bạn, mình lấy đủ cái số của mình thì mình phải thả xuống ha.
Giống như mình ảnh ghiền câu á, mà dù đủ số rồi không được quyền lấy nhưng mà vẫn cứ đứng câu miết vậy đó. Rồi nhầm khi ảnh câu xong rồi có những người họ câu không có dính á, rồi ảnh cho các bạn, ảnh cho người đó. Cũng có si ảnh câu không có dính con nào thì người ta cho lại ha, giống vậy. Con này chắc bự hơn con này không? Ai con kéo con cá vô nó lâu quá, mấy con cọ bển nó đang trực hờ đặng nó coi có cá không nó ăn đấy. Lội theo hả? Đó đó đó. Đó đó. Con này không có nhảy lên nhiều giống con nãy ha. Nó mạnh quá trời. Mệt rồi. Ô con cá này bự hơn đó nha. Cá này bự hơn có nãy các bạn đó. Đó. Ồ. Hai con là đủ số đúng không? Vậy là đủ rồi gì bự á, con này to đó. Wow. Con này bự lắm các bạn. Con này chắc cũng 5-6 kg á. Rồi kéo được lên rồi các bạn ơi. Sao cái bụng bự quá em? Em nghĩ chắc con cái á, nó có trứng á. Nó bự dở lên coi. Các bạn bự quá. Cá này hôm nay à. Khác. Ơi, cá này bự hơn cá nãy, chắc cái này cũng 5 kg hơn á. Da dính ngay cái mỏ thì mình mới được quen lấy thôi các bạn. Thôi đập nó luôn đi, tội nghiệp luôn. Hả? Về ha. Có cái cục đá ngay tay. Ừ da. Ở nãy nước văng mình đầy luôn. Cục đá ngay tay anh đó thấy không? Bên đây đó. Da, thôi đập cho nó chết. Cục đó đi da, cục đó đó. Chết rồi. Dạ con hồi nãy là các bạn hơi nhỏ hơn ha, mình ngâm nó dưới nước nè cho nó không có bị ương á, còn con này thì bự hơn. Hôm nay được 2 con à, mới xuống chút xíu được 2 con, móc cái mang nó ra luôn nè. Không chịu mang bao tải. 2 con cá. À, hôm nay thu hoạch được 2 con cá nữa các bạn. Về hả? Ok, xong rồi thôi mình đi chuẩn bị cuốn gói đi về các bạn ơi. Tối rồi, với đủ ăn rồi. Thôi, xong chưa? Đi về thôi. À, chắc hơn nửa tiếng hồ. Nó chắc con hiểu là tại vì những người lớn thì họ cần cái bằng để đi câu cá thì mới được lấy cá các bạn. Còn những đứa nhỏ thì nó là mỗi đứa nó được 1 con cá mà nó không cần có bằng để không cần mua bằng câu cá ha. Cho nên hôm nay á, mình có 2 con.
mà đáng ra thì ông xã mình chỉ được lấy một con thôi, cho nên hai đứa nhỏ mỗi đứa được một con nữa, cho nên là hai con thì đủ rồi, cho nên không câu nữa. Bây giờ mình về mình sửa soạn làm cá không? Cho nên về sớm một bữa, tại vì mấy đứa con mình nó cũng không thích đi câu cá dữ, cho nên đi về sớm. Nói chung là nó bị câu cá đó các bạn, nếu mà có một mình ảnh đi thì ảnh sẽ câu tiếp và câu xong rồi thả xuống đó các bạn. À, bây giờ thì trời nó cũng bắt đầu hơi hơi sập tối, không phải là tại tối nhưng mà tại vì trời trời chuyển mưa đó các bạn, mới có 4 giờ hơn thôi. Mà sao chỗ này nó nhiều cá mà sao không ai câu nhỉ? Anh muốn thả cá nữa không? Thôi. Tại người ta thấy không có cá, với lại người ta câu nó không có đụng á, người ta đâu có biết. Ờ, cũng như như người ta câu nhưng khi không có được, không có đúng ngay cái bầy cá nó đi ngang các bạn, giống như xã mình câu. Ngay cái bầy cá nó trú chỗ đó, ảnh câu cái một trúng một con, ảnh câu thầy liền ngay chỗ đó là trúng liền một con nữa ha. Mà tại vì hôm nay nước cũng hơi cạn cho nên họ nghĩ là không có nhiều cá. Cho nên mình câu mình có kinh nghiệm, mình đụng nó rồi tức là mình biết nó chỗ nào. Thôi mình đi về thôi. Đi về ha. Bây giờ thì đi về các bạn ơi. Hôm nay có thu hoạch chút xíu. Được hai con cá hả? Dư ăn rồi. Trèo lên cái dốc mệt quá. Hồi nãy mình câu dưới đây nè các bạn đó, phải trèo lên cái dốc này. Hôm nay dự định sẽ đi 2 tiếng nhưng mà đi có nửa tiếng về. Mệt chưa? Đây mình ra tới chỗ xe mình cũng khoảng cây số các bạn. Câu dính cá nhiều chi quải cho nó mệt. Hên là cá thì cũng không bự lắm. Nhưng khi anh câu cá nặng tới 30 phao các bạn, là mười mấy, 15, 16 kg vậy đó. Quải cũng hơi hơi bị phê á. Giác. Ơi. Trời hôm nay mát quá, ui ui không có nắng mà cũng không có mưa. Ở đây không khí rất là trong lành các bạn, rất là mát mẻ ha. Thôi đi về thôi.